gió lên hơi lòng con trông vời một người xa cuối trời đời này phiền gạt gánh dài e ấm đôi lời mình còn nhớ đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi đi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn em với anh đi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin có tên là quý vị. Dạ, cảm ơn anh ạ. Và sau đây Chu Quang sẽ gửi tới tất cả quý vị một ca khúc rất là dễ thương, một sáng tác của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca khúc được mang tên Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Bên dưới có quý vị nào thuộc ca khúc này không ạ? Nào quý vị vỗ tay nào cùng Quang nhá. Ơi người yêu em như gà đánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh những phút thần tiên đến em lòng ngất ngây cho dâng trong lòng anh đam mê cuộc gì mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em kề vai bên nhau tình ta say của cuộc đời mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say này em yêu ơi tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em yêu ngay phút ban đầu tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao này em yêu ơi yêu em nhất trên đời và chỉ mình em thôi trong trái tim mà giờ các vị thấy ca khúc này có dễ thương không ạ? Bên em lòng ngất ngây trào dâng trong lòng anh đam mê cuộc say mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé để vai bên nhau cùng say sưa cô cùng một tình mình vui đêm này và trao nhau tình đắm say để em yêu ơi tình anh ngàn lời muốn rằng anh yêu em yêu ngày phút ban đầu tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em chào này em yêu ơi yêu em
và chỉ mình em thôi. Trong trái tim anh này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Anh yêu em. Xin mời tất cả quý vị, và sau đây chúng ta sẽ gửi tới tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trần Nhật Thanh, ca khúc đã mang tên Hoa Trinh Nữ. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe.
bình thường như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không thương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá cây thương. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà nhiều hoa, không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, hoa nhớ người yêu dân xa. Đánh nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say ngỡ đôi. Vẫn vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành chính nữ thôi. Chỉ một cành chính nữ thôi. Xin cảm ơn phần trình bày hết sức là tuyệt vời của ca sĩ Trung Quang. Dạ, vâng, và đó chính là sự trình diễn của một chàng sinh viên đến từ trường Học Viện, thưa quý vị. Quý vị biết không, Trung Quang là sinh viên của trường Nhạc Viện của Thành phố Hồ Chí Minh, với một cái chuyên ngành khác biệt hoàn toàn so với dòng nhạc mà bạn đang lựa chọn là bolero. Một cái dòng nhạc gì, một thể loại gì, Trung Quang chia sẻ với khán giả được không? Thì trong các trường đào tạo âm nhạc thì luôn luôn là đào tạo nhạc opera, nhạc cổ điển. Đấy thì là trong quá trình có học thì có học nhạc cổ điển, và tất cả là để muốn mình có một cái kỹ thuật và cái cách hát để mình không bị hỏng giọng ạ. Thế thì bây giờ không biết là Trung Quang có thể thử một đúng câu rồi, hay một đoạn nào đó opera cho khán giả được nghe được không ạ? Có nghĩa là một đoạn đi, một đoạn đi. Vỗ tay còn nhỏ quá nào các lớn bạn. Cổ vũ cho tinh thần của Trung Quang rồi, một đoạn nhỏ thôi để hưởng ứng cho không khí.